Chào các bạn, hôm nay bản tin của Đoàn Gia Phúc sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái thông tin rất là tích cực. Thì không biết là liệu trong những cái vị khán giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì có ai mua được cái tài sản của nhà tái định cư ở thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thưa quý vị và các bạn, thì tôi là một luật sư, tuy nhiên là tôi cũng rất là thích cái mảng đấu giá, cho nên tôi đã đi học và đã có bằng cấp. Tuy nhiên thì cái duyên nó lại không dính với lại đấu giá, tuy nhiên vẫn có một cái ước mong, một cái ngày nào đó được điều khiển một cái phiên đấu giá. Đó là cái đam mê, một cái sở thích. Quay lại vấn đề quý vị và các bạn ạ, tôi đọc cái thông tin này và thấy nó hay, cũng muốn đưa lên chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta để cho quý vị và các bạn, những anh chị em nếu có những cái điều kiện mua thì rõ ràng nó sẽ rất là có lợi. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang có hàng ngàn căn hộ tái định cư dư thừa đã có chủ trương tổ chức bán đấu giá để thu hồi vốn về cho ngân sách. Đây là cơ hội của người mua nhà có cơ hội được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, hàng ngàn căn hộ hiện đang được bán theo gói mà không bán lẻ nên người dân có nhu cầu không có cơ hội mua. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Bán Đấu Giá Tài Sản thuộc Sở Tư pháp xác nhận với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ế gần 3.800 căn tái định cư bán giá sỉ nha quý vị. Trung tâm Dịch vụ Bán Đấu Giá đã tổ chức bán đấu giá lần 1 với 3.790 căn hộ tái định cư trong chương trình 12.500 căn tái định cư tại Thủ Thiêm nhưng chưa có người mua. Xin ông cho biết cụ thể về số đấu giá, số lượng căn hộ này. Thì ông Sĩ trả lời như thế này: số lượng căn hộ tái định cư nêu trên thuộc hai dự án Công ty Cổ phần Đức Khải là 1.590 căn và Công ty Thuận Việt là 2.200 căn. Cả hai dự án này đều nằm trong chương trình 12.500 căn tái định cư. Nay không có nhu cầu bố trí. Tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo chấp nhận chủ trương tổ chức bán đấu giá 3.790 căn hộ theo từng dự án, bán toàn bộ, không chia ra từng khối nhà. Trường hợp tổ chức bán đấu giá toàn bộ không thành mới bán đấu giá theo từng khối nhà và sàn thương mại của từng dự án. Đến cuối năm 2017, thành phố đã duyệt giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất với tổng giá trị hơn 9.100 tỷ đồng, 2 block căn hộ của Công ty Đức Khải và 3 lóc của Công ty Thuận Việt. Trung tâm đã phối hợp tổ chức đấu giá lần 1 từ tháng 2 năm 2018 nhưng không có người đăng ký. Đến tháng 7 năm 2018, Sở Tài chính đã thẩm định giá lần 2 theo giá thị trường và được thành phố phê duyệt mức gói mới là 9.900 tỷ đồng. Hiện tại Trung tâm đấu giá Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tổ chức đấu giá lần 2 vẫn với phương thức giá sỉ. Thật ra thì một cái căn nhà tái định cư thì tôi cho rằng là cái giá trị nó không cao, trên dưới vào khoảng hơn 1 tỷ thì như vậy sẽ tiếp cận đến người dân của thị trường. Và thầy Sĩ, giám đốc trung tâm, cũng là một người thầy của tôi, và khi tiếp xúc nhiều lần với vị giám đốc và thầy Sĩ thì tôi thấy được rằng những cái trăn trở của thầy về những cái ngành mới, đó là cái ngành đấu giá của cả nước. Và các bạn thấy đấy, người ta vẫn bắt đầu cái bán đấu giá từ năm ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên rằng cái việc đấu giá cho đến thời điểm này vẫn chưa có những cái hướng dẫn cụ thể, cho nên việc bán đấu giá đây là một cái ngành còn rất là non trẻ. Thông thường thì tại thành phố Hồ Chí Minh, cái việc bán đấu giá quyền sử dụng đất thường giao cho một số cái trung tâm bán đấu giá vẫn là chính. Còn một cái doanh nghiệp bán đấu giá thì do cái lực lượng cũng còn hơi mỏng và cái độ chuyên nghiệp
cũng như cái số lượng đấu giá viên của doanh nghiệp không có nhiều bằng trung tâm bán đấu giá. Do vậy, những cái bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thì thường giao cho trung tâm bán đấu giá. Và nếu được, nếu trong trường hợp mà trung tâm bán đấu giá thành phố Hồ Chí Minh mà nếu mà bán lẻ cho từng cá nhân thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội cho tất cả những người có nhu cầu thực sự mua cái tài sản này. Theo phóng viên thì tổng giá trị của khối tài sản bán đấu giá là không nhỏ. Tại sao không chia nhỏ hơn thay vì bán sỉ từng cụm dự án? Theo ông sẽ gặp khó khăn khi tổ chức bán đấu giá. Thầy sĩ nói như thế này quý vị và các bạn ạ. Như tôi đã nói, thành phố đã có chủ trương bán theo cụm và không chia nhỏ. Chỉ khi không bán được mới có thể bán theo từng khối nhà, cũng là bán sỉ không chia nhỏ thành từng hộ. Theo quy định, ai muốn mua thì phải đặt cọc trước là 20% giá khởi điểm. Nếu trúng giá thì trong vòng 1 tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá và 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày. Đây là con số không hề nhỏ và cũng có thể đó là nguyên nhân khiến doanh nghiệp còn ngần ngại không đăng ký tham gia đấu giá. Tôi lược sơ cái quy trình bán đấu giá là như thế này. Nếu trong trường hợp tài sản bán đấu giá giá khởi điểm là 1 tỷ thì theo cái quy định là phải đặt cọc trước. Thì theo quy định của Trung tâm bán đấu giá thành phố Hồ Chí Minh đối với loại dự án này là 20%. Vậy thì 1 tỷ chúng ta sẽ đặt cọc trước là 200 triệu. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc bán mà bán lẻ đó, nếu như trong trường hợp bản thân tôi mà nếu mà mua thì cũng có thể là mua được cái nhà 1 tỷ và đặt cọc tiền đặt trước á. Tiền đặt trước á. Đây báo ghi tự sử dụng từ đặt cọc đó không đúng. Tiền đặt trước là 20% thì rất là dễ. Vì tôi mong muốn tôi mua, nếu cái tài sản này nó lên 1 tỷ rưỡi thì tôi sẽ mua trên giá 1 tỷ rưỡi, trừ sau khi trừ cái tiền đặt trước. Tôi rất là thích cái mảng mà bán đấu giá tài sản, hy vọng là sẽ thu xếp được những cái công việc của bên cái ngành luật sư để cho quý vị và các bạn thêm một cái góc thông tin của bán đấu giá tài sản. Đây là một cái ngành còn non trẻ ở Việt Nam. Kiến nghị bán lẻ để người dân cùng có thể mua. Trước đây thì Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản cũng đã từng bán đấu giá nhiều nhà đất khác theo hình thức bán sỉ như hai dự án này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân không có cơ hội để mua những căn hộ lớn. Thì theo cái Trung tâm bán đấu giá thành phố Hồ Chí Minh thì những cái căn hộ tái định cư này thì chỉ bán với cái gói làm toàn bộ, gói là 5.000 tỷ, 3.000 tỷ. Như vậy thì những người dân thì họ không có cái cơ hội để tiếp cận mua cái tài sản bán đấu giá này. Thì theo thầy sĩ nói rằng là đúng vậy. Mới đây, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng vừa bán đấu giá thành công 200 căn tái định cư tại dự án Phú Mỹ 2 của công ty Đức Khải với giá là 224 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Có 3 doanh nghiệp cùng mua khối tài sản này, giá bình quân căn hộ Phú Mỹ là hơn 1,1 tỷ đồng một căn. Các bạn thấy không? Nếu trong trường hợp mà bán đấu giá một cái căn hộ với cái giá trị của mỗi căn hộ giá khởi điểm là 1 tỷ thì rõ ràng sẽ rất là tiếp cận, và đây là một cái nhu cầu cần thiết. Thực tế rất là tuyệt vời đối với những cái người có nhu cầu để ở khi mình mua một cái căn nhà tái định cư với giá phải trên dưới 1 tỷ. Hiện tại nhu cầu về nhà ở của người dân rất lớn, trong khi nguồn cung về nhà xã hội và nhà thương mại giá rẻ đang rất là khan hiếm. Với cái mức giá của căn hộ Phú Mỹ 2 thì có thể đáp ứng được nhu cầu của rất là nhiều người. Tại sao không bán đấu giá để người dân cũng được tiếp cận nhà thuộc sở hữu của nhà nước? Thì ông sĩ giám đốc của Trung tâm đấu giá thành phố Hồ Chí Minh trả lời như thế này các bạn ạ. So với bước thức bán đấu giá trọn gói hiện nay sẽ giúp cho thành phố một lần thu được nguồn vốn để dùng vào các chương trình trọng điểm khác thay vì bán đấu giá lẻ để thu quanh năm. Tuy nhiên, tôi cũng rất ủng hộ quan điểm này.
Nếu cùng một lúc áp dụng nhiều phương thức, trong đó có vừa bán sỉ vừa bán lẻ, thì cả người dân và doanh nghiệp đều có cơ hội như nhau. Nếu người dân được mua quỹ nhà này thì nhà nước vừa giải quyết được vấn đề kinh tế, đồng thời cũng giải quyết được vấn đề xã hội cho thành phố. Nếu bán trọn gói thì chỉ doanh nghiệp mới có khả năng mua, và người dân mua lại từ doanh nghiệp sẽ chịu mức giá cao hơn là mua trực tiếp của nhà nước. Đó là một cái điều thực tế thưa quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp chỉ có 3 doanh nghiệp mua trúng một cái gói bán đấu giá tài sản, và họ chắc chắn là cái khi mà họ mua như vậy họ có tính toán tới lợi nhuận, và như vậy khi mà bán lẻ cho từng cái cá nhân thì với cái giá rất là cao. Khi bán cho người dân thì cũng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thị trường. Nhà nước vẫn tính đúng, tính đủ. Thậm chí bán lẻ thì mức giá cũng có thể cao hơn bán sỉ, do đó nhà nước có thể thu về ngân sách cao hơn. Chỉ có hạn chế là thời gian lâu hơn và so với bán trọn gói mà thôi. Và phía trung tâm bán đấu giá tài sản cũng sẽ cực hơn, nhưng chúng tôi cũng có thể làm được. Vậy tới đây ông có ý kiến kiến nghị thành phố bán đấu giá lẻ 3.790 căn hộ tái định cư nêu trên cũng như đối với dự án khác có chủ trương đấu giá trong thời gian tới? Thì thầy sĩ trả lời như vậy các bạn ạ. Hiện thành phố cũng có duyệt giá lần 2. Nếu lần này không bán được thì quan điểm của trung tâm bán đấu giá tài sản là bán cả cụm, không được thì bán từng khối. Bán khối không được thì chia thành từng sàn để bán, có nghĩa là cũng có thể bán từng căn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị về vấn đề này để thành phố xem xét quyết định. Thưa quý vị và các bạn, đây là bài báo của phóng viên Việt Hoa trong cái việc bán đấu giá tài sản nhà tái định cư cho dân, tại sao không. Và nếu trong trường hợp không có doanh nghiệp nào mua tài sản báo đấu giá và bán đấu giá này tới tay người dân, ví dụ trong trường hợp là giá khởi điểm 1.1 tỷ, giá khởi điểm là 1.4 tỷ, thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ một lần nữa đến với chương trình bán đấu giá tài sản để thông báo rộng rãi cho tất cả quý vị và các bạn, những ai có nhu cầu về mua bán nhà ở trên cái phân khúc là trên dưới 1 tỷ đồng. Hiện tại thì tôi cũng rất là thích cái nhà phân khúc trên dưới 1 tỷ đồng. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm thì tôi có để cái đường link ở phía dưới. Một cái nhu cầu vừa đủ đối với những người có thu nhập, và đây cũng là một trong những cái kênh đầu tư có lợi với một số người có một cái số tiền vừa phải. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy xem ở dưới đường link các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn.